Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư ngày mùng 2 tháng 8 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại quay đầu tăng trở lại sau khi mà đã giảm rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua, với tỷ lệ tăng hiện tại là 0,24%, đứng quanh ngưỡng 1.948,9 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.944,16 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.952,93 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 102,09 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng mạnh với tỷ lệ tăng là hơn 2%, giao dịch ở mức 29.889 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm với tỷ lệ giảm khá mạnh là 0,79%, giao dịch ở mức 4,018% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng mạnh, giao dịch ở mức 82,33 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã đảo chiều đi xuống trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam trong bối cảnh đồng bạc xanh và lãi suất trái phiếu Mỹ hấp dẫn nhà đầu tư. Cụ thể, giá vàng biến động mạnh khi mà Hội đồng Vàng Thế giới cho biết trong quý 2 năm 2023, nhu cầu vàng toàn cầu đã giảm 2% xuống còn 921 tấn do lãi suất tăng và kinh tế Mỹ mạnh lên. Trong khi đó thì dữ liệu về sản xuất và xây dựng tại Mỹ hết sức lạc quan, điều này đã thúc đẩy nhà đầu tư nắm giữ đồng bạc xanh, giúp đồng tiền này tăng giá so với nhiều ngoại tệ khác, khiến cho thị trường vàng rơi vào thế bất lợi. Mặt khác thì lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lên tới 4,04% trên một năm đã kích thích giới đầu tư tài chính thu gom đồng bạc xanh để mua trái phiếu, và theo đó thì đồng bạc xanh có điều kiện để gia tăng sức mạnh, giá vàng hôm nay buộc phải gánh thêm áp lực đi xuống. Trước sức ép ngày càng tăng từ đồng bạc xanh và trái phiếu, giới kinh doanh liền bán vàng thu hồi vốn. Giá vàng trên thị trường thế giới có lúc giảm mạnh 20 đô la Mỹ trên một ounce, rơi từ vùng giá 1.960 đô la Mỹ trên ounce xuống chỉ còn 1.940 đô la Mỹ trên một ounce vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Rồi sau đó giá vàng trên thị trường thế giới biến động không nhiều và hiện tại đứng quanh vùng giá từ 1.948 đến 1.950 đô la Mỹ trên ounce. Về mặt xu hướng của giá vàng thì thời gian gần đây, bất chấp lập trường dưới hâu của Fed và các dữ liệu kinh tế khả quan, vàng tiếp tục giữ mức hỗ trợ vững chắc quanh vùng giá 1.950 đô la Mỹ trên một ounce. Vì vậy mà theo John Langford, người đứng đầu bộ phận chiến lược tài sản thực của viện đầu tư Wells Fargo, cho rằng cần phải có thêm chất xúc tác để đẩy kim loại quý này lên mức cao kỷ lục, và có thể thấy rằng thị trường kim loại quý đang bế tắc khi các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ và nguồn cung tiền của nước này giảm mạnh. Tuy nhiên, ông Langford dự báo với việc Fed sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ, vàng có thể sắp đạt đỉnh của một thị trường giá lên dài hạn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác được điều chỉnh giảm ở hầu hết các hệ thống kinh doanh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,27 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,25 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty này thì mua vào mức 55,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,95 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.773 đồng trên một đô la Mỹ, tăng mạnh tới 16 đồng trên một đô la Mỹ so với hôm qua. Với giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại thì điều chỉnh giảm nhẹ, mua vào mức 23.480 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.850 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 10 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Đối thị trường tự do, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cũng được điều chỉnh giảm nhẹ, giảm 10 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, giảm 20 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Hiện tại mua vào mức 23.640 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.700 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.665.000, bán ra 6.725.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.665.000, bán ra 6.727.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 6.670.000, bán ra 6.725.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra với PNC Hồ Chí Minh, giảm 5.000 ở chiều bán ra với PNC Hà Nội. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.670.000, bán ra 6.720.000. Doji Hà Nội mua vào 6.660.000, bán ra 6.730.000. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảng Tín Minh Châu mua vào 6.667.000, bán ra 6.723.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.665.000, bán ra 6.700.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.670.000, bán ra 6.710.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.620.000, bán ra 6.740.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.655.000, bán ra 6.725.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.665.000, bán ra 6.727.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.665.000, bán ra 6.727.000. STC Huế mua vào 6.662.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.727.000. STC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.665.000, bán ra 6.725.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.667.000, bán ra 6.730.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.665.000, bán ra 6.727.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.663.000, bán ra 6.727.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại trong xuống giảm trong khoảng từ 41.000 đến 100.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 4.100 đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.595.000, bán ra 5.695.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.595.000, bán ra 5.705.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.575.000, bán ra 5.635.000, cùng giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.479.000, bán ra 5.599.000. Vàng 18K mua vào 4.056.7.000, bán ra 4.256.7.000. Vàng 14K mua vào 3.112.2.000, bán ra 3.312.2.000. Vàng 10K mua vào 2.173.4.000, bán ra 2.373.4.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.